Chào tất cả mọi người, mình tên là Trần Anh Khoa. Mình là sinh viên khóa 2017-2019 tại Viện Đào tạo Quốc tế. Vừa rồi là đã nhận được một cái học bổng từ trường Texas Christian University. Đó là một học bổng toàn phần trong 3 năm. Nó có rất là nhiều yếu tố trong cái việc mà nhận được học bổng. Tuy nhiên thì trong đó một yếu tố rất quyết định đó là điểm số. Thì rất may mắn là ở AI thì các thầy cô cũng đã giúp đỡ rất là nhiều trong cái việc học tập và những cái lịch ngoại khóa của mình. Bất cứ khi nào mình có vấn đề dạy học, giống như mình không hiểu bài hay là mình cần hướng dẫn thêm ở một số điểm nào đó, thì thầy cô đều rất là vui lòng để mà hướng dẫn, kể cả ngoài giờ làm việc thì mình chỉ cần nhắn email hay là gọi, kể cả gọi điện thì thầy cô đều rất là vui lòng trả lời, trừ khi đó là nhắn tin vào lúc 1 giờ sáng thì rất là khó. Ngoài ra thì những cái hoạt động ngoại khóa cũng rất là quan trọng trong việc mà nhận học bổng. Nhưng mà với cái thời gian biểu học ở trong trường thì cũng khá là khó để đi làm ở ngoài. Tháng 5 vừa rồi thì mình có đi làm một cái giải thể thao ở ngoài Đà Nẵng. Nhưng mà rất tiếc là cái tuần mình làm sự kiện đó là vào ngay cái tuần thi. Thì mình cũng đã nói chuyện với văn phòng thì tất cả mọi người đều rất là ủng hộ cái chuyện mình làm cái đó. Thành ra đều cố gắng sắp xếp cho mình có thể thi trước cái tuần thi đó một cái lịch thi khác, đề khác. Thì bình thường một cái việc mà làm một cái đề riêng rồi sắp xếp cho một học sinh thi riêng rất là khó. Nhưng mà trường đều cố gắng hỗ trợ để mình có thể sắp xếp được cái lịch của mình để mình đi. Thì những cái sự giúp đỡ đó rất là quan trọng trong cái việc mà mình nhận được học bổng như thế này. Ở đây có sự khác nhau giữa giảng viên với lại giáo viên. Đó là giảng viên người ta chỉ hướng dẫn cái cách mình học, còn giáo viên là người ta dạy từ đầu tới cuối. Thì trên đại học là giảng viên nên ra mình phải tự học, và sau đó là giảng viên chỉ hướng dẫn thêm những cái chỗ khó cho mình hiểu thôi. Thì đó là một trong những cái điểm mấu chốt trong chuyện mà học trên đại học. Ngoài ra thì không chỉ cái cuốn mà giáo trình của mình mà mình còn phải đọc thêm ở phía ngoài, cứ coi đó như là một cái giải trí gì đó của mình thôi. Giả sử môn toán mình học về lượng giác đi, lượng giác sin cos tan, những cái từ ngữ rất là chán ở trong cuốn sách. Nếu như một bạn mà học về nhiếp ảnh, mình cũng có thể sử dụng cái đó để mình tính ra được một những cái góc chụp đẹp thật sự là có. Thì đó là những cái mà liên hệ với bên ngoài đó, mình cần cái những cái đó. Thì học ở trong đại học là chuẩn bị cho mình đi ra ngoài làm, nên nếu mình có được những cái hứng thú đó mình sẽ học được rất là tốt. Thì đồng thời các bạn nên cố gắng là mình đi làm ở ngoài, như mình là mình làm sự kiện, nhưng mà có thể là những cái dự án, những cái chương trình vì cộng đồng. Thì không chỉ ở bên Mỹ đâu, mà bây giờ ở bất kỳ nơi nào người ta cũng rất là quan trọng cái việc mà học sinh ngoài chuyện học ở trên trường ra thì có những cái đóng góp trong xã hội đó. Vì một phần nó đưa lại kinh nghiệm cho mình, một phần nữa là nó cho thấy là mình học cái đó mình có thể mang lại lợi ích cho xã hội, và đó là những cái điều mà người ta rất là thích. Thì cái chuyện mà em du học Mỹ thì đã xác định được từ trước rồi, từ sớm. Thì nó cũng là một cái may mắn của em là gia đình có định hướng cho em là đi qua Mỹ để học. Thì đối với những cái bạn mà cũng có định hướng như vậy thì đôi khi ở nhà cũng có một số định hướng là đi trường nào, người quen hay là anh chị đã từng đi. Nhưng mà đối với em thì em là lớn nhất trong nhà, thành ra cũng không có cái kinh nghiệm gì của anh chị hết. Mà là thực tế là cũng đã nhắm một số trường bên đó, những cái trường top ở bên đó thì ai cũng muốn hết. Nhưng thực tế dựa trên những cái tình hình học hay là tài chính gì đó thì mình sẽ có những cái quyết định chính xác hơn. Và một trong những cái đó là nhờ vô trường. Trường thì có kinh nghiệm rất là lâu rồi, hoạt động từ trước khi em mà sinh ra nữa. Thì những cái kinh nghiệm về lựa chọn trường hoặc là những cái trường nào là tốt, trường nào hợp, cũng như là những anh chị đi trước trong trường cũng hướng dẫn và đưa ra những lời khuyên là mình nên chọn cái trường nào phù hợp với cái ngành. Tại vì không nhất thiết là một cái trường tốt đó thì nó sẽ tốt toàn bộ, mà là nó sẽ tốt những cái mảng nào đó mà nó phù hợp với lại cái ngành của mình. Thì khi đó những anh chị, những thầy cô trong trường sẽ hướng dẫn để mình chọn được cái trường tốt nhất trong khả năng của mình. Do em ngành học của em là ngành tài chính thì nó là một cái ngành rất cạnh tranh. Thì để mà có được một cái
chuyện học rồi mình có tương lai tốt á, thì mình qua đó phải rất là tập trung vào chuyện học. Thì nói nó sẽ rất nghiêm trọng là mình tập trung vào chuyện học nghe rất nghiêm trọng, nhưng thực chất là mình giữ vững cái phong độ, giữ cái sự nghiêm túc trong chuyện học của mình. Mình học ra học, đặt chơi ra chơi. Ngoài ra thì còn những cái sự hoạt động cộng đồng bên trường, của cộng đồng người Việt, của cộng đồng quốc tế. Còn về tương lai xa thì cái ngành của em là tài chính định lượng, thì nó là một cái mảng sâu về nghiên cứu hơn là cái mảng kinh tế. Thì ở tương lai đó thì em sẽ cố gắng để mà học cho tốt cho cái chương trình ở bên TCU, sau đó là quay về mình phát triển cái sự nghiệp của mình một chút, và đồng thời là hỗ trợ đóng góp cho trường Việt Nam Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia để mà phát triển một cái về cái ngành mà tài chính định lượng, do bây giờ cũng chưa có nhiều trường dạy cái đó, cũng như không có phổ biến, thì nó cũng là một cái ngành khá là mới.